Mình xin chào tất cả các bạn. Mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem video mình ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì hôm nay các bạn, mình lên đường để đi bẫy ếch nha các bạn. Nói chung là mình bẫy ếch bằng lú á các bạn ơi. Cái khu vuông này thì cũng cách nhà mình tầm khoảng mười mấy cây số nha các bạn. Thì hôm nay mình với ông anh ở xóm mình, hai anh em nhập lại là được 7 cái lú nha các bạn. Là mình đem ra đây mình chiến. Tại cái khu này thì nghe ông chủ vuông kể thì mình nghe nôn lắm nha các bạn, mà không biết sao đây. Ông chủ vuông cử rồi á, ông thả bột cái vuông này nè các bạn. Ông thả bột với vuông này nè, mà ếch ông gào lứ ở trên này rồi, nhưng mà do chuột nó cắn lủng lỗ á, ếch nó xuống dưới cái mương này nó đẻ. Nói chung là ông nói là đặt rồi đứt bột luôn bạn ơi, nó ăn cái là không còn cái gì chân nha các bạn. Rồi ông bơm nước ra, bây giờ ông mới xả nước vô, giờ đang cho vô nha các bạn. Đó, bên đó là cái đập nước đang chảy vô đó các bạn. Ông cho nước vô thì ông có gọi cho mình, ông coi trên YouTube á, ông nhìn thấy mình đặt lú vậy đó, bắt ếch vậy đó. Ông mới điện mình, ông kêu mình là đi ra đặt giùm ổng cái mương này đi. Cái mương này thì nhiều ếch lắm. Thì mình cũng không biết sao đây, thì mình hai anh em mình sẽ đặt thử 7 cái lú nha các bạn. Ông anh mình đi chung với mình thì ổng đang đặt ở bển kia các bạn. Nói chung là ổng tranh thủ để đặt, đừng ổng về ổng còn cho cá ăn nữa, tại vì ổng nuôi cũng nhiều hầm cá lắm. Đó, ông anh nào sớm mình nghe các bạn. Cũng đang đặt bển rồi. Rồi, cũng để tránh mắt thời gian các bạn, mình sẽ quay một cái để chia sẻ với các bạn, rồi mình sẽ phụ tiếp ông anh đó đặt cho xong 7 cái lú này. Khi nào mình có đi thăm á các bạn, mình sẽ quay chia sẻ tiếp. Ông anh mình đang vác lú ra đặt thêm rồi. Thì đây một cái đây, ông anh mình đang đặt đây nha các bạn. Mấy cái lú này của ông anh mình nè, còn lú mình lú mới. Lú này của ông anh thì lú này ông đặt nhiều lần rồi, nó cũ rồi nè. Đó thì mình đặt vậy nha các bạn. Khi mà tối đêm nay nước nó chụp lên, này mình đặt xích lên trên bờ mình trừ hao, tại vì khi cái đập nước ở đẳng đang cho vô đó, mình tối nay là nó lên cỡ phần mi, bằng mi lú này nè. Thì mình đặt xích lên trên, mình đón mấy con ếch ở trên bờ này nó bạn, với đồng vòng khu vực đây nè, nó sẽ xuống đây để nó kiếm bắt cặp nó đẻ, thì nó sẽ lằn vô mấy cái lỗ này nha bạn. Đây lú có lỗ nè bạn, chui vô. Còn nó xuống dưới mương rồi thì nó ở dưới đây nó vẫn có cái lỗ nữa nè bạn, mép dưới mương này vẫn có lỗ nè, đó nó chui lên vẫn dính nha bạn. Nói chung cách bắt ếch bằng lú này thì cũng đơn giản lắm bạn ơi. Nói chung là ở miền Tây mình đa số bắt bằng kiểu này là nói chung là hiệu quả lắm á. Cái lú này thì của ông anh mình cũng 10 mét, thì lú của mình cũng 10 mét. Đây mình đặt, ông anh đặt tới đây. Cái khu này rộng lắm. Nói chung khu này lúc trước cũng tùm lắm bạn. Rồi ông chủ ông mới khai quang nha bạn. Mình đón khu này cũng có gắn nữa đó. Có dịp tới mùa mưa xuống mình sẽ ra đây mình chiến thử coi có hổ hèo không nha bạn. Chứ mấy vùng này mình đón có hổ hèo nè. Còn đặc biệt cái quê mình thì không có gắn hổ hèo. Rồi bây giờ mình sẽ phụ tiếp ông anh mình đặt mấy cái lú này xong, khi nào mình có đi thăm mình sẽ quay chia sẻ tiếp. Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Thì sáng hôm nay các bạn, mình cũng vừa ra tới cái điểm để thăm mấy cái lú mình đặt ếch ngày hôm qua nha các bạn. Này sáng mình đi sớm lắm đó, tại vì khu này thì cách nhà mình cũng mười mấy cây số. Mình ra tới đây thì cũng tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ. Mặt trời vừa hé lên nha các bạn. Đánh ra mình thăm mấy cái lú coi. Nói chung cái mương này thì nghe ông chú ông nói đợt trước á, ông thả bột ếch nó xuống nhiều lắm. Cái này thì không biết làm sao, tại mấy cái cử gồi đó, do ông thả bột ngay mấy đám mưa đó các bạn. Cho nên ếch nó xuống nhiều. Ngày hôm qua mình đặt lú mình cũng hy vọng sẽ có đám mưa, mà trời không mưa. Hai tối trời có đám mưa á, tịch lắm. Này em ghe rồi. Rồi chạy cua nhóc trơn bạn ơi. Này chạy cua. Túi này chỗ này không có chạy ếch rồi. Để mình đi mình coi cái nào chạy ếch. Sáng nay thì mình đi thăm con mình nha các bạn. Tại ông anh tảng sáng mắc cho cá ăn nè. Rồi cua. Cua không bạn ơi. Không thấy ếch gì trên nè. Ở đây được con nữa bạn ơi. Con này cũng nhỏ, ít đực. Làm như cử gồi chạy mưa. Nó xuống nó đẻ hết hay gì ha. Sao cứ nãy dính cũng yếu. Rồi mình để đơn hơn quay lại mình chút ra nha các bạn. Mình đặt ở đây là 7 cái nha các bạn. Mình với ông anh mình đặt gom hai người nhập lại được 7 cái lú. Ở
đây thì ông chủ ông cũng bao lưới cước hết rồi. Bao lưới cước ông cũng sợ nó xuống mương được nó đẻ các bạn. Nhiều khi có những cái lỗ nè, mấy cái lỗ giống như mấy lỗ gằn gằn lủng gì nè các bạn. Chuột nó cắn lủng gì nè là ếch nó dẫn xuống được. Này nữa mình về xích lên trên được. Mương này chắc mình neo thử một đêm nữa coi sao. Để đêm thứ hai thử coi. Nhiều khi mấy con ếch nó ở xa, nó chưa có nghe kêu, nó chưa lại kịp không chừng. Thôi cái này dính được ếch cái chà bá các bạn ơi. Hợp hợp dưới kìa. Ếch cái bự nha các bạn. Với mấy con cua. Rồi con ếch cái này vô nó đẻ đây luôn nè. Ếch cá bự. Nước lúc hết nè. Nước ngày qua ấy là mình canh mình đặt thuốc trên bờ bạn, mà giờ nước ngập hết chân vậy nè. Tại vì cái bọng đó ông chủ vuông á, ông cũng cho vô hoài. Cái này cũng được 1 con 2 con gì nữa rồi nghe bạn. Nó chậm đó. Nó tỉnh tỉnh. Trời có 1 con bạn ơi. Có cái đằng đó kìa, cái đằng đó mình thấy sát nước hết trơn kìa. Mấy cái mà nó sát nước vậy đó nghe bạn là nó mới dính nhiều. Cái này có tương lai nha các bạn. Nè. Các bạn thông cảm nghe, buồn họng vô họng mình. Ồ, mời các bạn cái này mới đã nè các bạn ơi. Trời ơi đã. Cái này dính 4-5 con vậy á. Có 1 con 2 con ít cái gì nữa nè các bạn ơi. Như ếch đực này, như ếch đực không cái gì á. Con còn ếch cái không bự bằng ếch nãy. Ếch nãy đặng cái túi đặng con còn chứ ếch đó bự. Đây con ếch cái trọng trọng nè. Là cái này chạy 5-6 con vậy á. Để mình lại cái đầu này mình thăm thử cái ra. Đó, đầu này được ếch cái nha bạn. Cái bạnh Luki nè. Cái bự nè. 2 con, con đực con cái. Con cái nằm dưới nè. Trứng phiếu quá. Đặt này dính nước lúc chân à. Để nữa mình về lên mới được. Mình về lên mình để lại thử đêm nữa coi đêm sau có dính nhiều không. Tại thông thường á, cái đêm đầu mình sợ nhiều khi nó chưa có phát hiện các bạn, nó chưa phát hiện dưới đây có nước á. Đêm thứ hai nhiều khi nó phát hiện được nó xuống nhiều không chừng. 2 con tung tăng chống kìa. Thì hành trang mình đây nha các bạn. 2 cái túi mình đem theo. Mình tưởng nó với mình hay dặm nó dính nhiều mình đem cái 2 cái túi nha các bạn. Mà sau nãy giờ mình thăm thì nói nào ngay có cái đầu đằng đó cũng ngon nha các bạn. Cái đầu đằng đó cũng im đó. Tại mình đem túi nó theo đừng có cua, mình bắt cua luôn nè. Một cặp luôn, một con cái, 1 con đực. 2 con này cũng chậm nha các bạn. Ếch đực thì hơi nhỏ, còn ếch cái cũng chậm nè. Cái này tầm cũng 3 lạng ạ. Trời, có dính cũng thấy vui nha các bạn. Nói chung mình cách mình bẫy ếch này thì nó cũng đơn giản lắm. Đặt cái lú xuống mấy vuông nào mới cho nước vô thì ếch nó hay xuống nó bắt cặp đừng nó đẻ đó. Đáng tiếc là trời không mưa nha các bạn. Nếu mà trời mưa nữa thì im lắm. Trời mưa nữa là mình bảo đảm là chạy mạnh cực kỳ á.
Rồi giờ để mình ngưng cái nha các bạn, rồi mình đi tới mấy cái kế tiếp mình có dính mình sẽ quay chia sẻ tiếp. Nặng hơi mình về xích lên luôn các bạn. Đó, mấy ngớt này nãy mình chưa chút, giờ mình quay lại một chút bạn ơi. Mình chút mấy cái này cho gầu luôn rồi, cái sẵn mình lội một vòng bọc qua đó đừng cho nó xong luôn nha các bạn. Đằng bên đó ngày qua ông anh ông đặt sao giờ mình thấy mấy cái lú nó lút mất tiêu chân rồi. Cái ông đặt quá thấp quá nó ngập rồi nước quá. Còn mấy cái này của mình đặt ngày qua hơi treo lên mà giờ nó còn muốn ngập nữa nè. Đó, vô đây mà còn cục cục chấm mà. Đầu này chạy thấy mê quá các bạn ơi. Nhảy chấm 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 kìa. Đã không bạn? Trời con nhảy qua bên cái túi này luôn. Tại mình có con tay nè. Này các bạn nằm đóng kìa. Đó. Nhảy tung tăng chân nha. Hay không bạn? Rồi, giờ để mình bắt ra cái. Mình bắt nó ra chắc mình có con tay mình cũng hơi khó quay. Giờ để mình bắt mình đi gom mấy cái lú này là hết nha các bạn. Mình sẽ đi thăm bọc qua luôn. Rồi một hơi mình thăm xong các bạn. Rồi được nhiêu rồi cái mình thả về nhà, mình tổng kết thành quả nha các bạn. Chứ giờ mình quay từ cái thì nó lâu quá. Tại đây mình lội bọc qua đó mình thấy mấy cái lú của ông anh không lút hết chắc mình sợ nó không dính á. Để hơi mình thăm coi sao. Đặt thấp nước quá, nó lút lú á. Còn ở đây của mình đầu trên này nãy mình đặt nó treo treo lên vậy mà ngày hôm qua mình đặt treo lên mà giờ nước còn lúc mà bằng như cái đằng đó nó cũng lúc nữa đó. Cái này chạy được tới 5 con. 5 con ếch chứ mới cua. Rồi, mình tạm thời ngưng máy mình bắt nó ra các bạn ơi. Cái nãy thì mình vừa bắt ra được 2 con ếch với mấy con cua mình bỏ này nè. Còn 4 cái lú của ông anh nữa là xong nha các bạn. 3 cái lú của mình cũng chạy được 1 ký mấy đó. Thì hai anh em mình nhập lại là được 7 cái lú á. Ký mấy gần 2 ký gì ạ. Còn mấy cái của ông anh đặt nước này hơi lút nhiều nè. Để mình coi có dính không. Cái này còn đỡ các bạn, mấy cái anh bển kìa mình hết thấy cái lú luôn rồi. Không thấy nhảy xói xói là không dính nhiều. Cái nào lại thấy nhảy số 6 mới thấy ham bạn ơi. Rồi cái này chạy cua không? Mình coi sát góc này có ếch không? Cua không bạn ơi. Rồi cái này chạy cua không? Giờ để mình bắt nó ra rồi đi tới mấy cái tiếp theo coi. Cái cua ông anh cái này chạy cua không à? Mấy cái này là ngày hôm qua ông anh cũng đặt này nghe các bạn, còn mình đặt đầu đó đó, mấy cái lú mới là mình lú mực của mình đó. Còn lú này là lú của ông anh thì hai anh em cũng đi đặt chung đó nghe các bạn. Tại sáng bữa nay thì ảnh sáng ảnh có công việc ảnh đi cho cá ăn rồi, ảnh không có đi thăm với mình được. Rồi, để mình bắt mấy cua này ra. Ông anh mình đặt nó lúc gì hết nè. Mấy cá lúc này mương này không có cơn mưa đầy đường con bạn ơi. Này mà trời có mưa bạn dính mới dữ vậy. Này cái này được con với mới cua đồng. Trời không có ếch có cua đồng cũng được nha bạn, nói chung cua đồng mình bán cũng có tiền vậy.
Rồi, cái này không có ếch luôn, đầu này không có ếch luôn bạn ơi, đầu này có cua không mà. Đầu đằng đó thì được một con. Thì còn đây qua đó cũng hai cái nữa. Bây giờ mình đi tới, mình chút mấy ngày ra xong mình đi tới đó mình thăm, nếu có dính nhiều mình quay chia sẻ các bạn, còn nếu không có dính nhiều á thì mình thả về mình tổng kết thành quả nha các bạn. Để mình quay từ cái vậy thì nó mất thời gian lắm. Rồi. Để mình xử lý cái này mới được. Mình cũng vừa về tới chỗ trại mình nha các bạn. Nói chung thì mấy cái cuối nó cũng có dính một số các bạn, nhưng mà do nước nó ngập á, nó cũng ngập hết mấy con. Mà mình tranh thủ về á, mình cũng không có quay mấy cái cuối. Dính cũng được mớ ếch nè các bạn. Ếch thì cũng trọng trọng nha các bạn, không quá bự mà không quá nhỏ, có mấy ếch cái bự bạn ơi, mấy ếch cái bự bự không à. Rồi. Thành quả cũng không tệ nha các bạn. Đây là số ếch, còn đây là số cua đây nha các bạn. Một bọc cua nè. Trong đây có một con cá chạch nữa nha các bạn. Nãy mình chút nó vô mấy con cua này luôn nè, để hình bắt nó ra. Hết biết túi cua không bạn? Nói chung thì cách mà mình bẫy cua đồng với ếch đồng ở miền Tây mình nghe các bạn là bằng cái lú đó là hiệu quả lắm nha các bạn. Khu nào mấy cái mương cá nè các bạn, thông thường mình đặt theo vuông cá, tại do quê mình á thì giờ trên cánh đồng giống như bên đó các bạn, đó lúa đã chỗ gì hết rồi đó. Cho nên là quê mình không có đặt ếch ở trên cánh đồng được nữa. Bây giờ là mình chỉ đón những cái mương, giống như những cái mương ở quê mình người ta nuôi cá vậy nè các bạn, khi mà người ta thu hoạch cá xong á, người ta chắc nước ra. Chắc nước ra thì người ta phơi đáy ao tầm khoảng 5-10 bữa nửa tháng không chừng như các bạn. Cái người ta cho nước vô. Cho nước vô là lúc đó con ếch nó sẽ xuống những cái mương này nó đẻ nha các bạn. Thì mình đặt là lú là nói chung là có cua đồng với ếch đồng với hoặc lương hay con này kia đồ á, là nó sẽ dính hết nha các bạn. Mấy cái vuông này thì các bạn có xem video mình hoài cũng nhớ đó. Mấy video trước mình đặt mấy cái mương sau hè nhà mình nè các bạn. Mấy mương này của nhà mình đó. Rồi mình cho ông chú thuê nuôi cá đó. Ông chắc nước ra ông làm vuông là mình đặt lần nào cũng có hết nha các bạn. Hiện bây giờ cái vuông đầu ngoài thì ổng đang cho nước ra, ổng đang phơi đáy ngoài nha các bạn. Tầm khoảng 5-10 bữa nữa ổng có cho nước vô. Khi nào ổng cho nước vô á, mình đem lú ra đó mình đặt là có nữa đó các bạn. Cái vuông này nè các bạn là cũng mấy video trước mình đăng các bạn, đặt có hai cái lú mà chạy 4 cái gử là vuông này nè các bạn. Khu vực này ếch còn nhiều hơn là mấy khu vực chỗ khác nữa nha các bạn, ếch bự nữa đó. Khu vực sau hè nhà mình nè. Bây giờ mình tổng kết thành quả cái nha các bạn, để mình cân thử coi được mấy ký. Cua, cái này là cua đồng. Rồi cua đồng nhiều quá bạn ơi. Cua đồng này thì quê mình nó nạo ngay giờ nó cũng tầm 40-50 ngàn cái ký nha các bạn. Cua đồng không là 3 cái ủa 2 kg chín nha các bạn, trừ cái túi 100 g đi, cái túi này thì không được 100 g mà mình cho 100 g đi thì cũng còn 2,8 kg cua đồng. Còn đây là số ếch. Hai ký tám cua đồng. Ngon lạnh không bạn? Nói chung cua đồng này không thì mình cũng kiếm được mớ tiền rồi nha các bạn. Ở quê mình thì vậy bạn ơi, săn bắt thì vụ ít thì mình để ăn cũng cải thiện được bữa ăn. Còn nếu mà săn được nhiều quá thì mình chượm mớ ăn, còn mớ mình bán thì cũng có tiền nha các bạn. Còn đây là ếch nha các bạn. Ếch này thì mình được 1,8 kg bạn ơi, vì là 1,8 kg ếch nha các bạn. Được 1,8 kg ếch. Hồi nãy có mấy con nó bị ngợp nữa chứ không bị ngợp nữa, chắc cũng trên 2 ký à. Mấy con ngợp đó thì mình không có quay. Ếch cua. Ếch với cua. Ếch với cua thì được 4 ký mấy nha các bạn. Gần 4 ký lua 8, mình trừ ra đi vậy là cũng còn 4 ký 6 nha các bạn, trừ hai cái túi ra. Cũng còn tạm được 4 ký 6 đó. 1 ký 8 ếch. Ký 8 ếch với 2 ký 8 cua. Ngon lạnh. Rồi, giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn. Để mình có động lực đó, mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng máy bay các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.